anh em muốn xin vô công ty bảo vệ của mình. Biết rõ không? Biết. Nhắm đánh thắng được đứa nào trong đây được nhận. Anh nói đó nha. Anh nói là phải lên được chứ. Dạ, à, anh cho em xin tên công ty, anh cần bao nhiêu bảo vệ. Dạ, ok, em sẽ gửi đúng người luôn anh. À, sáng tối luôn anh. Ờ. Ok. Anh ơi, em xong rồi. Dạ, dạ, anh đợi em chút. Dạ, em gọi lại sau nha anh. À, anh tính đưa vô bệnh viện nào? Bệnh viện của anh muốn đưa vô bệnh viện nào anh đưa chứ. Tôi không có hỏi anh. Sếp, anh tính đưa vô bệnh viện nào sếp? Trời ơi. Trời ơi trời ơi. Trời ơi trời. Cười mỉm chi cho đến cười khoái chí. Chiến thắng vang rồi. Khi một trong hai danh hài tươi cười. Hôm bữa là ít quá nên anh chưa đủ mạnh. Bữa nay là kéo vàng. Trời ơi, vàng học ca lên để dọa nạt. Khủng khiếp thiệt. Bữa nay lực lượng đông quá. Rồi về có 150 triệu sao chia? Dạ tụi em thì em mang tiếng là em lấy danh của em để lên thi thôi. Nhưng thật chất thì em coi giống như là đội thi vậy đó. Chứ không phải là em. Anh em không hả? Có chính phụ gì hết. Ở trong đây là anh em với nhau không? Biệt đội anh em hả? Dễ chưa? Tôi nói thiệt quý vị là đây là cái ông tài xế của tôi. Mà ông lén lén tôi không lên tham gia chương trình hài hước yêu đời ha. Và tôi nói thiệt là tôi không có tham gia vô cái vấn đề chuốt bài. Tôi chưa hề biết ông đăng ký tham gia gì hết. Ông phóng lên cái đầm tôi hứa hồn. Rồi ông lôi kéo luôn cái ông này là cái ông bạn thân của tôi từ xưa tới giờ. Đây Lương Nghiêm Huy, học từ lớp 7 chung với anh Đức. Ba anh em học chung từ cái thời đó tới bây giờ. Ủa anh Đức là học từ lớp 7 đúng rồi à. Tôi với Huy với anh Đức ba à. Đứa. Rồi tôi không biết nó dùng cái ma thuật nào nó lôi kéo được luôn bạn của tôi lên đây luôn đó. Mà tôi thề với quý vị là tôi không có liên quan gì tới cái biệt đội này. Tôi không có chuốt bài, tôi không có cho một cái ý tưởng gì hết trơn. Trời bây giờ ha, yêu đời niềm vui là của mọi người ha. Mọi người đều được quyền công bằng bình đẳng với nhau để được bước lên sân khấu, đúng không quý vị? Dạ. Thật ra ai cũng nói là tôi dễ cười. Nhưng sự thật thì trong một chương trình phải có người cười, chương trình mới được tiếp diễn. Đúng không ạ? Cái vấn đề như tôi mà đúng cái đô cười của tôi thì nói thiệt là mấy thí sinh chắc khó ai qua được vòng 1. Tại vì tôi phải thoải mái để tôi cười cho các bạn có động lực các bạn đi tiếp. Riêng với trường hợp này tôi không cười. Phải không? Nói vậy là không công bằng. Tôi đâu có nói tôi không cười à. Riêng trường hợp này tôi phải rất công tâm. Tại vì không thôi khán giả nói người nhà cười ủng hộ nhau đúng không? Mình phải lịch sự công tâm đúng mới cười. Thành thử ra là quý vị sẽ thấy là không phải tại sao mà thấy ông Trấn Thành cũng dễ cười quá. Tới dòng này mặt như Hà Bá. Bây giờ là tôi sẽ đứng khách quan của một cái con người xem là cái gì đáng cười hay không mới cười. Không, cứ bình thường như những số khác, những tập khác, những con người khác thôi. Đúng rồi. Vui cười, không vui không cười vậy thôi. Đơn giản. Rồi. Cố gắng lên nha, hy vọng các bạn làm thật tốt. Và anh Chiến chuẩn bị vòng 1. 60 giây. Khoan khoan khoan. Nó kịp thời gian quá ơi. Rồi ok anh. 60 giây vòng 1 bắt đầu. Anh em muốn xin vô công ty bảo vệ của mình. Biết rõ không? Biết. Nhắm đánh thắng được đứa nào trong đây được nhận. Anh nói đó nha. Anh nói là phải lên được chứ. Dạ à, anh cho em xin tên công ty, anh cần bao nhiêu bảo vệ. Dạ, ok em sẽ gửi đúng người luôn anh à, sáng tối luôn anh. Ờ ok. Anh ơi em xong rồi. Dạ dạ anh đợi em chút. Dạ em gọi lại sau nha anh. À, anh tính đưa vô bệnh viện nào? Bệnh viện của anh muốn đưa vô bệnh viện nào anh đưa chứ.
Tôi không có hỏi anh. Sếp, anh tính đưa vô bệnh viện nào sếp? Trời ơi. Điện ảnh à? À. Được, giỏi. Được. Đó. Giỏi. Giỏi. Có nghĩa là ông của nội này là ông sếp. À, được, miếng này miếng Mỹ, điện ảnh, hợp lý, chịu. Đó, làm tuồng là phải vậy. Chịu. Đã vượt qua được vòng 1. Triệu like. Rồi, giờ làm cái tiếp theo cho hấp dẫn nè. Các bạn phải làm cho nó rõ nét hơn. Các bạn biết các bạn bị gì không? Các bạn bị thiếu tự tin. Nên cái chuyện các bạn làm nó cứ mập mà, mập mờ á, hiểu không? Mình không, nói giọng dạc lên. Cái đó về kỹ thuật diễn xuất rồi, không có trách được. Có thể diễn xuất không hay, nhưng quan trọng phải tự tin đã. Nói cho rõ, to, rõ, thoải mái lên. Và diễn quay cái mặt ra cho khán giả thấy mình ha. Rồi, tiếp không? Không dừng được, quên. Liệu. Rồi, vòng 2. Đừng căng thẳng nha, đang làm tốt đấy. Có cái để coi chứ. Xuống chuẩn bị rồi lên. Đổi người, đổi người. Ừ, hai đổi nhân lực. Cho ra đủ hết. Ừ. Rồi. Dạ. Đây thì vòng này em muốn nhờ anh Giang hoặc anh Thành. Muốn loại bỏ Trần Thành để cho giám khảo Trường Giang công tâm hơn. À. Mời Trần Thành lên phụ diễn. Đúng. Ừ. Hay cho nó gặp nhau. Lá hồi á. Khi mà em nói ra thì anh đi anh chỉ ban vòng này dòng này dùm em nghe là không kêu gì lạnh đó. Ừ đó, đừng có hiểu không? 60 giây anh đã thấy giống con đúng không? 60 giây rồi, 60 giây bắt đầu. Đi tới 3 bước lại đi lỗ không sao, quẹo phải đi vòng. Chào Ngô Kiến Huy. Chào Ngô Kiến Huy. Chào khán giả bên phải. Chào Trường Giang. Chào khán giả bên trái. Em tránh ra. Thưa. Phải thưa chứ. Thưa khán giả, thưa anh Trường Giang. Thưa luôn Ngô Kiến Huy. Thưa luôn ban tổ chức. Thưa hết. Thưa lên. Chú này, chẳng hạn chú này ngồi. Rồi, chú đi ngồi với Thành. Chào các bạn gái. Sao tôi giống con, tôi nói vậy hả? Ai danh hài Trường Giang đã cười. Rồi. Cái sỉ nhục tôi cỡ này hỏi sao không cười. Bớt nói lại. Không, mà nó phù hợp chứ, cái này nếu dán lưng Trường Giang người ta không cười. Thì đó, dán Trường Giang thì phải anh Thành ơi, anh Thành dán, dán vô Trường Giang thì phải ghi 3 chữ khác: ráng cao lên. Thấy không? Chứ mình, tôi là bớt nói lại. Ừ, Chiến. Ừ, tháng này mình coi lại lương em nhé. Thành hại em rồi, số đi. Mày cũng quá trời. Giờ mày bêu réo thân chủ hả mày? Bớt nói lời. Được, khá lắm. Hết ý, anh còn có 3 từ. Làm nhục có đầu tư. Triệu like. Chúc mừng các bạn vượt qua vòng 2. Thông minh. Chịu. Triệu like. Rồi, bây giờ sẽ là vòng thi tiếp theo. Có quyền suy nghĩ 1 phút. Đúng. Rồi xong. Xong. Rồi. Mình làm cho dù mình không có giành được 150 triệu cũng làm cho cáo cái là giá trị. Cho nó có cái vui, tụi em tính trước vậy đó. Tụi em nghĩ là vậy đó, gán cũng phải gán được 2 cái 3 cái cho nó vui thôi. Chứ cũng hết ý à. Mình nên làm đi mới vui chứ. Rồi anh Chiến. Đồ tụi em cũng không có cho nên mấy anh chị tưởng tượng giùm em chứ. Tưởng tượng cái gì? Giống như cái này, giống như nó hơi cổ trang. Giống đây như là cổ trang phải không? Dạ. Rồi. Rồi nghiêng. Rồi giờ là Vòng 3. Vòng 3, thời gian 60 giây bắt đầu. Thôi thôi mình hơi, nóng dừng. Hôn thê, đứng lại. Ủa lộn, hôn quân, đứng lại. Mày đứng lại. Chiến con mình hưởng, chiến con mình hưởng. Đứng lại, chiến con. Hổ giá. Hổ giá. Trời ơi, đánh quân. Trời ơi, chết Hoàng Thượng rồi. Trời ơi, tụi bay diễn hài hay tụi bay giết người? Trời ơi. Sao rách quần vậy? Mập quá, rách chứ. Ông biết ông rách luôn. Hay á. Ông có ông áo vàng. Trời ơi.
tụi em dở lắm, tụi em dở lắm. Hồi nãy quên thằng Quy, quan hồi nãy thằng Quy mà nó kêu mày đứng lại, ai chừng một hồi hoàng thượng Mỹ bên này bấm dầm giết hoàng thượng, hoàng thượng tao cứu ta, mày đứng lại mà vẫn cứ chạy vòng vòng là vui rồi, là nhiêu đó thôi là cũng đã có hài rồi, đúng không? Không cứu nội mẹ lính chịu định mà không cứu hoàng thượng chạy vòng vòng hoài, mày trong kia nó giết hoàng thượng gần chết kìa, mày cứu ta đi, mày đừng nói nữa, không hoàng kia nó đứng lại, mày đứng lại là vui rồi. Là thêm cái này nữa là đậm đà. Trời ơi em diễn hài thôi mà sao mà bất chấp thân thể vậy cứ điểm nhấn á, điểm nhấn điểm nhấn này mày muốn sắp xếp đúng á, là hai người sẽ ôm hoàng thượng ở đây, nó là sẽ cái hàng ở trên vai xuống là đóng đắp em vai thái giám. Ừ thái giám hả? Ừ đóng đắp hoàng tử, nó là đóng đắp á, hai thằng nằm hai bên còn nó vai lên đóng nắp xuống là xong luôn đó. Có nghĩa là chuyền ngôi luôn. Hết chưa? Dạ hết rồi hả? Tới đó là tới đó còn gì nữa không? Có diễn hết không? Giờ được vòng 3 rồi đó. Rồi vòng 4. Rồi vòng 4. Vòng 4, thời gian 60 giây, bắt đầu. Ê rồi ai vậy anh? Cha nội này bên Trung Đông nè, mấy ông mà ở bển mà là ư như vậy là mấy ông là quyền bí lắm, có những cái mà kêu như là những cái mà hay dữ dằn lắm. Cái vậy? À, có một chiếc xe màu đỏ với một chiếc xe màu trắng cùng hiệu chở hai người nổi tiếng đang đi cách đây 2 dặm. Trời ơi hay quá. Chán. Nãy mình mới bước vô có hai xe. Ừ. Màu đỏ màu trắng. Đúng sao rồi. Biết được ta? Sao biết được vậy? Mới cạn qua tàu. Chạy xô. Thông minh. Nhưng mà lúc đầu không hiểu, tại vì đáng lẽ phải mặc đồ Trung Đông mà không kiểu kịp. Không, không có chuẩn bị một bất cứ một cái món đồ. Với lại điện thoại sai, phải nhấn ông này là có kỹ năng nghe tiếng động dưới đất và đoán những gì đang đến gần mình. Thoại sai. Ừ. Không nhưng mà cái ý kia nó cũng vẫn mắc cười là tại vì người ta hiểu là chấn thành Trường Giang chiếc xe màu trắng chiếc xe màu đỏ chạy ngang. Rồi nằm bẹp dưới đất mới làm cái gì? Ừ mới cán tôi. Thông minh. Được. Đúng rồi. Ý á nói là hiểu. Nằm dưới đất là cái gì? Để nghe. Nghe địa chấn. Nghe đây địa chấn. Là nhìn thấy cái ông này là các bạn dễ. Các bạn chỉ cần mượn một cái khăn quấn nhẹ lên đầu. Ồ. Tại vì quấn khăn đâu nữa nhìn nó giống. Một người Trung Đông. Anh ấy đang làm gì? Hai người ngồi nhẹ nhàng thôi. Ồ, anh ấy đang làm gì? Lắng nghe địa chất à? Những người như thế này. Ồ. Vậy ít ra phải diễn như vậy thì mới cười chứ còn vậy sao cười. Nhưng mà hơn tất cả các bạn là nhờ các bạn Huy cứu. Thông minh. Cái này là ai nghĩ ra? Huy phải không? Of course. Tôi cũng nghĩ vậy. Báo với các bạn là các bạn Huy này của tôi là một cái người mà hồi xém thi vô trường sân khấu. Mà tại gia đình không cho ba bắt bán gạo. Gia đình là truyền thống là bán gạo. Thích bán gạo. Thích bán gạo. Chứ là đầu óc rất là thông minh, nghĩ ra rất nhiều kịch bản hay, nhiều cái ý đồ hay. Nãy cái ý đó rất là thông minh, tưởng làm cái gì, xe mới cán qua tao. Đó là mấy cái hài mà mình ngồi mình nghiệm lại mình thấy thấm lắm. Rồi sao? Rồi hết rồi đó, nghỉ. Rồi tới đây tụi em nghỉ. Rồi, xong rồi đó, không còn nữa. Hết ý rồi. Rồi. Nhưng mà giờ có một cái thì tụi em vui vui thì vui thôi chứ không phải là thi nha. Là tới đây là 4 vòng. Thì vẫn là thi bởi vì đâu có lấy tiền từng vòng đâu. Dạ. Ủa là tới 4 vòng thôi là hết được vòng thứ 5 rồi hả? Tụi em chuẩn bị tới đó là nghỉ hết rồi. Có thời gian gấp mất từ hồi con 10 giờ tối. Bà Chí mới biết. Hiện tại là vòng 4 đúng không? Bây giờ em lên em diễn em nhái Trấn Thành đi, anh cười vòng 5 cho. Vẫn lại là làm mới làm cho nó vui. Chứ em đi Trấn Thành bao nhiêu năm rồi em phải biết Trấn Thành diễn sao chứ. Nhiều khi em diễn nhái Trấn Thành em diễn nhái y chang nhiều khi hay hơn. Bầu show gọi điện em không gọi Trấn Thành nữa. Lúc đó Trấn Thành chở qua lái xe cho em. Biết đâu được cuộc sống mà. Thôi em vô đây em nghĩ là em chơi vui thôi. Thì lúc đầu nói thẳng ra là tối hôm qua mấy anh em cũng chỉ nghĩ là gán làm 2 cái 3 cái là vui là được rồi. Chứ đừng có để mà lên bị quê này nọ kỳ lắm. Bây giờ cho nên mấy anh em nghĩ là thôi làm 3 cái 4 cái vậy thôi.
Tức là vậy nè, trong đầu nghĩ là đã xứng đáng bước vô gala là mình phải làm cái gì đó cho nó xứng đáng với cái tên tuổi đó, cái tên tuổi so với cái gala. Name. Đâu phải ăn bước vô gala được. Rồi. Giờ 4 vòng rồi. À, thấy đang vui đó. Nói chung là hài của các bạn được cái là ý tưởng rất là thâm thúy, rất là mỹ ha, bất ngờ. Ờ mà được cái diễn dở ẹt. Cho nên vòng này là tôi báo cho các bạn một sự thật đau lòng là các bạn diễn dở ẹt. Không có cái gì mà làm cho người ta tập trung được. Nếu các bạn diễn giỏi là nó còn cười banh rạp. Chứ không phải như vậy. Và các bạn phải ráng tập trung vô. Đây là cái vòng cuối, là cái vòng có tiền hay không nha. Tôi sẽ rất là nghiêm khắc. Sao? Đừng bắt buộc phải đi tiếp rồi. Đi tiếp rồi. Ok. Rồi, trời ơi, khởi động quá. Khởi động. Trời ơi, đi thi hài mà nó khởi động quá. Giờ nghe. Khoan, từ từ, hội ý. Ok. 60 giây, bắt đầu. Anh, chụp hình thẻ lấy liền không anh? Bao nhiêu? 10.000, nhưng riêng anh em tính 5.000. Thôi, ghẻ quá, mấy người chụp ghẻ là không có cái gì mà kêu như chất lượng hết chứ. Xin lỗi anh nha, thiếu tôn trọng nghề nghiệp nha. 5.000 nhưng vẫn chất lượng. Và làm thử đi. Ok, để em chụp. Rồi. Hình. Đây, anh từ từ, anh đừng có gấp gáp. Đây. Má ơi má. Hình ai vậy má? Hình má em. Giờ hình má mày vô chi? Ủa, em nói là có hình thẻ lấy liền đâu, em đâu nói hình của anh. Thấy vỏ cuốc chưa? Hả? Vỏ cuốc là vỏ gì? Anh quýnh em bằng vỏ cuốc luôn á, tin không? Đâu? Vỏ cuốc là vậy nè. Đó. Đó. Tin không? Vui quá. Thôi. Thôi à... Thưa đi. Gớt rồi đó, hỏi thưa. Thưa đi cái về. Dạ thưa giám khảo. Dạ thưa anh Ngô Kiến Quy. Dạ thưa Điền Quân. Dạ thưa ban tổ chức. Hết dạ thời gian rồi. Các bạn đang 4 vòng duyên dáng. Các bạn nghĩ ra những ý tưởng rất thông minh. Và kể cả cái tiểu phẩm cuối này cũng vậy. Đúng không? Chụp hình thẻ. Ê quên, chụp hình lấy liền. Người ta tưởng là cái máy bự bập tấm hình lòi ra. Ai ngờ chụp bằng cái điện thoại. Bóc ra tấm hình 3-4. Nhưng khi bạn cầm cái tấm hình đó, bạn để cái cạch vô bàn tay, ai thấy nó là cái gì đâu cười. Đúng không? Mở nắp, đưa ra, đây, hình lấy liền. Hình thẻ 3-4 của má em. Thiêu vậy, mới cười chứ. Nhưng mà giỏi rồi, đi tới gala và làm cười 4-5 vòng là giỏi rồi. Bây giờ nó đã tới gala rồi. Chiều nay nó về, nó mới về gala. Đúng rồi. Đó, được rồi. Có thêm 5 triệu đồng nữa. Quá dữ. Xin mời giám khảo. Rồi ra đề máy nghe đi.